Cửa hàng Trung Sang xin kính chào quý đại gia đình ạ. À, mến kính chúc quý đại gia đình nhiều sức khỏe. Này, sang lên cho cả nhà mình một con Xtin 026. Con này thì cực whip luôn. Con này thì chưa bóc tem luôn nha các anh. Đây, tem nè. Tem trên đây vẫn còn luôn nha. Và con này nguyên bản của nó, bên em chưa có vệ sinh, chưa có gì hết ha. Đây, như cả nhà thấy. Đó, con này nó xài rất là ít, nhưng mà nó bỏ thì nó lâu ha, bỏ rất là lâu, xài rất là ít. Đây, cả nhà thấy một con máy mà nguyên kim chưa có vệ sinh, nó đẹp như thế này và vệ sinh lên nữa thì nó còn tuyệt vời như thế nào nữa. Và con này thì sang sẽ xúc rửa bình xăng con và tháo bô xem bê tông tình trạng máy nó như thế nào. Rồi bây giờ sang mời cả nhà mình cùng sang tiến hành xem bê tông và coi cái bình xăng con của nó ha. Mời cả nhà cùng xem. Như các anh thấy này là em tháo cái bô ra với lại cái bình xăng con, em vệ sinh cái bình xăng con cho các anh luôn nè, về cho các anh dùng luôn đó. Còn cái vẻ bề ngoài thì các anh nào thích thì về lấy xăng hoặc là dầu lửa đó mình rửa ra cho nó mới ha, cho các anh đỡ tốn tiền chi phí công thợ đó. Em thì đáng lấy ra máy này em chăm xăng cho nó chạy luôn, mà sẵn tháo ra kiểm tra da bơm đồ bình xăng con rồi cho các anh nghiêm chỉnh luôn nha. Đó, này về chứ anh chỉ việc dùng thôi. Quá đẹp nha mấy anh, một con máy mà chưa bóc tem thì mình xăng con nữa thì không còn gì hết nha. Đó, rất là đẹp nha, One Pro rất là đẹp. Rồi quay lại con máy, thân chính của con máy đây chẳng tin hết nha mấy anh. Cái máy này nó rất là đẹp nha, máy này dơ quá tại vì này ở bên Nhật á họ xài á không kỹ, họ bỏ bụi bặm nè, dơ. Nhưng mà con máy này ít xài nè, các anh thấy nè, cái tem chỗ này nè. Các anh nào bữa giờ mà kêu kiếm con máy để cho anh bóc tem thử cho biết với người ta thì đây nha mấy anh. Đó, quá đẹp luôn. Đây, ốc ác em chưa tháo gì hết nha. Đó, hàng về thì em chỉ tháo cái dàn áo với lại cái bình xăng con như em nói nãy giờ đó. Đây, các anh thấy nè. Này, các anh thấy cái ép lam nó còn màu vàng luôn nè, kiếm lam nè. Đó, Xtin Green nha, chân tinh nè, các anh thấy nè. Con này mà chùi tới đâu là mới tới đó nè mấy anh. Đó, ok chưa? Nè. Đó, nè, bình xăng lớn nè. Này mà gửi ra một cái tuyệt vời luôn nha mấy anh. Bữa giờ anh nào mà dặn em Xtin 026 chưa bóc tem thì đây nha. Đó, rất là whip. Còn bích tông thì thôi rồi, khỏi phải bàn. Nè mấy anh thấy, nhìn thấy nổi hai con ốc chân nồng thôi là thấy đủ tiền rồi nha. Đây, hai ốc chân nồng vàng thè ha. Đó, vàng giờ nghe nói cũng lên lắm nha mấy anh. Đó, này mà vàng thiệt là em lấy hai, em lấy bốn ốc nồng lại là đưa tặng cho mấy anh con máy luôn nha. Đây, bích tông nè. Đây, đó, bê tông mà quá ok chưa, văng ngang mà từ trên xuống tới dưới luôn nha mấy anh, trắng tinh nè, quá đẹp. Con máy này gọi là quá đẹp, không có còn chỗ nào mà chê hết nè, dây giật nè, các anh thấy nè. Đó, ok chưa, nè ốc nè, ốc nè. Đó, chưa có dấu mở luôn nha. Đó, đây hàng về sao thì để y vậy nè, thậm chí mà ở bển nó còn để nhắn nhện nó đóng nữa nha mấy anh thấy nha. Cánh gió nè, cánh gió bụi nó đóng cái ít nha, này lấy xà bông như xăng rửa thôi nó cũng mới nè, chân tinh nè. Nói chung là con máy này thì quá ok, anh nào bữa giờ dặn thì xem được liên hệ sớm gặp trực tiếp em coi có duyên với con máy này không ha. Đó, hàng em bán thì em không ưu tiên cho ai hết, trừ khi những khách hàng nào thân thiết quen với bên em mới nhận cọc và em sẽ thông báo trước khi mà có hàng ha. Đây, quá đẹp luôn nha mấy anh. Đó, này thì tùy duyên, anh nào có duyên được thì chốt con này thì quá đã, quá đỉnh, quá đẹp. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành lắp bình xăng con và lắp bô với lắp hoàn hảo lại, giật nổ cho mấy anh nha. Mời mấy anh thưởng thức cái tiếng máy con Xtin 026 chưa bóp tem này chạy như thế nào nha. Nhà đã cùng sang tiến hành xem bê tông bạc và cái bình xăng con của máy ha. Đó, này thì nguyên bản nguyên gin, về sang sẽ không vệ sinh gì hết ngoại trừ cái bình xăng con đó để cho cả nhà mình về hoạt động cho nó hoàn hảo. Còn cái dàn áo thì các anh về có thể các anh lấy xà bông hoặc là cái anh nào kỹ tính á thì lấy xăng các anh rửa là nó sẽ sạch trơn à. Mấy con máy này thì nó quá đẹp, quá quý và chưa có vệ sinh này ha. Và giá thành thì em cũng sẽ bán theo cái giá mà em chưa vệ sinh nha. Đây, đó, giá thợ lái. Đây, như các anh thấy nè. Ốc gin ha. Đó, ốc gin mà nó còn đẹp gì nè. Và cái ốp lam này các anh thấy nè, em quẹt tới đâu là nó trắng tới đó nè. Đó, con này rửa ra thì cực mới nha. Nè, chữ bọng gì, còn cái lam nãy giờ cái này về nó sẽ không có ốp lam nha, em lấy cái ốp lam gin của bên em tặng cho các anh luôn nha. Cái ốp lam này nhiều khi có tiền nó chơi mà như thiệt vậy mấy anh, nhiều khi có tiền chưa kiếm được cái ốp lam hai khúc này nha các anh. Nó 200-300 ngàn có, nhưng mà cái ốp lam hai khúc này kiếm không có nha. Ốp lam này thì chỉ có những cái con máy
đặc biệt VIP bên em mới tặng cho khách hàng mình ha, chứ ngoài ra thì hiếm có lắm. Đây đặt. Con này cái làm thì anh thấy cái làm mà chưa có dấu mà chốc nước sơn, nó dính, có nó dính bụi thì có nè. Đó. Made in Germany ha, Istin đó, làm xích zin theo máy, các anh nhìn thấy rất là đẹp, quá đẹp luôn ha. Đây qua bên đây lại, nó rất là đẹp. Anh khách hàng nào chốt con máy này thì có duyên thì em tặng cho mình một cái vỏ lam zin theo máy nha. Và các anh về các anh bóc tem mai con máy này giùm em nha. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành giật con máy này nổ cho các anh nghe tiếng máy nó chạy như thế nào ha, mà em quảng cáo quá ha, con máy này quá VIP nha. Rồi em sẽ tiến hành giật máy nổ cho các anh nghe. Quá ok. Đó. Máy này thì quá ok, về các anh chùi rửa vệ sinh canh chỉnh theo cái ý của anh ha, các anh ha. Đó. Ai thích con này thì cứ nhanh tay liên hệ số điện thoại 0979975649, gặp trực tiếp sang để sang sẽ báo giá cho cả nhà mình sở hữu một con Istin 026 VIP về cho cả nhà mình bóc tem nha. Hôm bữa giờ có nhiều anh liên hệ lắm nhưng mà không có máy, hôm nay có máy thì anh nào có duyên với em thì em xin tặng cho các anh một cái vỏ lam zin 2 khúc ha. Đó. Máy móc thì quá đẹp rồi nha các anh. Đó, con này thì công suất của nó là 48cc ha. Đó, con này thì khai thác chuyên nghiệp nha, thuộc dạng khai thác chuyên nghiệp chuẩn của Đức. Đó, quá đẹp. Rồi video xem đến đây tạm kết thúc. Ai chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh và like cho xem một lượt like, chia sẻ video này cho người thân trong gia đình mình đang cần một con Istin hoặc là con cưa cắt cỏ. Bên Sen có rất là nhiều máy để phục vụ cả nhà mình, ngoài con Istin 026 VIP này thì còn nhiều con khác ha. Cần gì thì cứ nhu cầu mình như thế nào cứ liên hệ bên Sen sẽ tư vấn hỗ trợ cho cả nhà mình. Và phụ tùng máy móc bên cửa hàng trong Sen sẽ có phụ tùng thay thế cho tới khi nào cả nhà mình không dùng con máy nữa ha. Thì mua máy bên cửa hàng trong Sen thì cả nhà cứ yên tâm về cái khâu phụ tùng. Thôi, video Sen đến đây tạm kết thúc. Hẹn gặp lại đại gia đình trong những clip và video tới ạ. Bye bye.